y phao xấu. Và ngay lúc này là thời điểm khoảng 1 giờ sáng, anh em ban chỉ huy nơi đây phối hợp cùng với đội ngũ công nhân đang tiến hành triển khai thi công hai hạng mục, đó chính là công tác thi công hầm B3, đồng thời đổ một sàn bê tông của tầng 1. Và những công tác này đang diễn ra như thế nào thì xin mời cả nhà cùng theo chân Thi nha. Dự án ETO6 có 5 tầng hầm và 16 tầng cao. Thì thi công trong vòng 500 ngày là khoảng 17 tháng. Công tác thi công của dự án hiện tại thì cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện giao thông. Thì cũng như là cái mong muốn của chủ tư đặt ra rất là cao về chất lượng. Nên việc thi công của ban chỉ huy cũng gặp nhiều khó khăn. Thí dụ như là công tác thi công á, là phải thực hiện từng bước, xong việc này thì mới tới việc kia. Công việc mình hiện tại thì cũng đang vào giai đoạn rất là khó khăn của dự án, đang thi công tại hầm thứ 3. Và cái tại dự án này thì chủ đầu tư là người ta đòi hỏi rất là cao về kỹ thuật, cho nên cái công tác thép cũng như các công tác khác đều phải bảo đảm chất lượng nó rất là cao. Và hiện nay là mình đang phụ trách chính cho công tác thép tại hầm B3 của dự án. Ở đây chủ đầu tư cũng như ban quản lý họ rất là quan tâm đến cái công tác an toàn vệ sinh lao động. An toàn được đặt trên hàng đầu. Nếu mà an toàn vệ sinh lao động không đảm bảo thì họ sẽ từ chối nghiệm thu các cái công tác của mình liên quan đến tiến độ thi công. Nói chung là ở đây tất cả những công tác liên quan đến vệ sinh mà mình đã cam kết với chủ đầu tư thì họ đều yêu cầu rất cao. Từ cái công tác mà sắp xếp vệ sinh mặt bằng, cũng như là công tác tiếng ồn, cũng như là công tác mà bụi trong quá trình mình thi công thì mình không đảm bảo thì họ đều ngừng việc và phải khắc phục trước khi mà mình chuyển bước công việc mới. Chào mọi người, em là Thành, giám sát hiện trường của dự án ETO6. Hiện tại em đang trực mẻ sàn đóng nắp hầm L1 của dự án. Hiện tại nắp hầm cái sàn này là sàn rất quan trọng đối với dự án em đang thi công. Để đổ được mẻ sàn này thì công tác chuẩn bị của ban chỉ huy đã lên kế hoạch rất là đầy đủ với nhà thầu phụ và đội thi công để đẩy nhanh mẻ sàn để đảm bảo tiến độ mà chủ đầu tư đề ra.